sản văn tôi làm ruộng đuổi biển tôi sinh con tôi manh bảo về không gian vì vật tư thần y làm giàu vì sông khiết một khinh nhu là sinh viên y khoa bởi vì cuộc sống gia đình tạm ổn thải ra nước thải hạt nhân làm cho gian biến dị xuất hiện tan thi bị tan thi cắn chết sau hồn xuyên đến cổ đại ven biển tiểu nông gia nữ trên người ông trời chiếu cố cho nàng một cái hơn 200 cân dáng người đẹp một cái tàn phế lão công cộng thêm một đôi nhi nữ lại gặp tai họa quần áo rách rưới ăn không no bụng may mà tự mang theo hệ thống trang bị của siêu thị lớn không gian. Còn phát hiện cổ đại này dĩ nhiên đối với hải sản tránh không kịp, một khinh khinh lại đem cua lớn làm cho người ta sợ hãi, tôm hùng lớn ăn say sưa. Một nhẹ nhàng lợi dụng kỹ thuật đuổi biển thu hoạch thùng vàng đầu tiên trong đời, trở thành ông trùm thương mại cổ đại. Sự nghiệp tình yêu sinh con cũng không chậm trễ, xem nàng làm sao đi lên đỉnh cao nhân sinh. Nữ chủ không phải thánh mẫu, bên trong xuất hiện hoặc là bị nữ chủ mang về người đều có tồn tại ý nghĩa, nữ chủ muốn làm ra một phen sự nghiệp hậu kỳ đều có những người này trợ lực. Chương 1. Thẩm Thẩm không cần nhã rồi, ta sợ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đại tần quốc, Lăng Thủy thôn. A, à, đánh chết tiểu quỷ tử nhà ngươi. Văn, lầm lẫn, giả dối. Hoảng sợ mở to hai mắt nhìn bốn phía, căn nhà gạch thô trách nát ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào, cô vội vàng lấy tay chặn ánh mặt trời chói mắt một chút. Một khinh khinh đầu giống như bị sét đánh định tại chỗ, nàng không phải bị tan thi Nhật Bản cắn rơi đầu chết rồi sao? Sao lại sống lại? Bà mập chết tiệt. Ban ngày ban mặt ngươi tên quỷ gì? Thanh âm lanh lảnh, cùng với tiếng phá cửa két đồng thời truyền vào lỗ tai Mộc khinh Nhu. Ánh mắt của nàng thích ứng từ dưới cánh tay nhìn thoáng qua tiếng vào nữ nhân cổ đại, hơn ba mươi tuổi dáng người mập mạp làn da ngâm đen diện mạo đáng sợ một khinh khinh lần đầu tiên nhìn đã cảm thấy từ chanh chua này hình dung nàng quá chuẩn xác búi tóc dùng trăm gỗ buộc lên thật cao áo rách màu đỏ cùng váy giặt có chút trắng bệt mấy miếng vá lớn nhỏ không đồng nhất phủ kín mặt trên phía sau còn có một cậu bé sáu bảy tuổi mặc cái yếm rách màu đỏ trong tay gặm nửa cái bánh ngô bà mập chết tiệt bà điếc sao gà mái trong nhà có phải bị ngươi ăn trộm rồi không? nữ nhân không vui nhíu chặt mày, nhìn một khinh khinh ngẩn người, tiến lên thuần thục bóp chặt thịt trên cánh tay nàng, hung tợn dùng sức vặn chặt. a, à, cảm giác đau đớn truyền đến, nội tâm mộc nhẹ nhàng vui vẻ. thật đau a, à, ta vậy mà thật sự không chết. bà mập chết tiệt, ngươi lại còn cười trộm. phụ nhân khinh bỉ nhìn chầm chầm thân thể nhẹ nhàng tràn đầy thịt mỡ của mộc, vương bàn tay to ngâm đen dùng sức một cái liền đem mộc nhẹ nhàng kéo lão đảo Mộc nhẹ nhàng một cái bất ổn đầu còn có chút choáng váng, trong dạ dày một trận lăn lộn qua một chút toàn bộ nôn lên người phụ nữ nàng lắc lư lại ngã trở về trên giường tiếp theo lại là một trận phun bắn về phía trên mặt phụ nữ a à, nương a à. người phụ nữ bị hết thảy phát sinh trước mắt làm cho bối rối nhìn quần áo hoa của mình bị nôn không nhìn thấy màu sắc thứ màu trắng kia còn tí tách rơi trên mặt đất cậu bé hoảng sợ hét lên dì ơi dì đừng nôn nữa cháu sợ lắm nước mắt không khống chế được tí tách rơi xuống lý minh hoa ngươi tên là gì hai cái bồi thường hàng không có một cái làm cho người ta bớt lo mái tóc hỗn độn của dương thị theo bước chân phiêu vũ nếp nhăn trên mặt chồng chất lên giống như vỏ cây khô héo đi tới nhìn thấy lý minh hoa một thân nôn mửa mặt nhất thời tức giận thành màu tím tím trong lòng lọc bọp một chút phun ra bên trong có lá rau còn có thịt gà chưa tiêu hóa xong. Quay đầu hung tợn nhìn Mộc Khinh Khinh. Mộc Khinh Khinh. Ngươi lại ăn vụng. Xem ta đánh không chết ngươi. Dứt lời cầm chổi bên người lên liền hướng Mộc nhẹ nhàng đánh tới. Phốc. Mộc nhẹ nhàng nhìn thấy khuôn mặt mẹ Dương Thị, lại nôn mửa một trận, sau lần này nàng mới cảm giác ngực không còn tắt nữa. Mà Dương Thị cũng bị Mộc nhẹ nhàng nôn mửa, làm bẩn bộ quần áo màu xám duy nhất nạn có thể mặc. Đinh Đầu một khinh xuất hiện một trận đau nhất, ký ức không thuộc về nàng thổi quét đến. Nàng vốn là y khoa viện còn chưa tốt nghiệp sinh viên, liền bộc phát bệnh độc lây nhiễm, trong biển lại bị cuộc sống gia đình tạm ổn quốc thả hạt nhân nước bẩn, phá hư sinh thái hoàn cảnh, gian đột biến xuất hiện zombie, sống tạm bảy tám năm. Cuối cùng ở một gian dưới lòng đất siêu thị bị zombie cắn xé cổ tử vong về sau, xuyên qua đến cái này đã kết hôn phụ nữ trên người, còn là cái hơn 200 cân tử mập bà. Nguyên chủ 15 tuổi gả cho Lăng Mặt Nhi tử thứ hai Lăng Gia, Nhi tử thứ hai kia quanh năm tổng quân bên ngoài, chưa từng thấy qua người, ngày thành thân đều là cùng kê bái đường. Nguyên chủ là bởi vì ăn vụng cống phẩm dân lên mà no chết. Một khinh khinh mặc dù cảm thấy hoang đường, nhưng sống lại một đời vẫn đặc biệt cao hứng. Nhất thời kích động đã quên hai người trận mắt há hốc mồm trong phòng, chân trần liền đẩy cửa ra, dàn hai tay hô hấp không khí trong lạnh, trong không khí xen lẫn mùi nước biển. Hay cho cái đồ đê tiện nhà ngươi. Dương Thị nhìn một khinh khinh tông cửa xông ra, hỗn hển đuổi theo, Lý Minh Hoa cũng theo sát phía sau, bởi vì tức giận, ngực đều phập phòng thở hỗn hển. Một nhẹ nhàng hai tay dừng lại, đột nhiên nhớ tới phía sau còn có một ác bà bà Dương Thị cùng tẩu tử đối với nàng đuổi cùng không nở, tác nha tử liền bắt đầu chạy ở tận thế gian nan sinh tồn nàng chạy trốn chính là thế mạnh của nàng vừa chạy còn không quên quay đầu lại cho phía sau đuổi theo nàng hai người khiêu khích thè lưỡi tốt cho ngươi cái mập mạp chết tiệt tức chết ta dương thị gào khóc thảm thiết đem mọi người chính bắt phòng chọc ra mọi người nghi hoặc nhìn một nhẹ nhàng ở phía trước chạy dương thị cùng lý minh hoa ở phía sau đuổi theo dĩ nhiên còn đưa tới hai hài tử lý thị ở phía sau cùng nhau truy đuổi nhị thẩm thẩm người không nôn nữa thật tốt quá. Người đang chơi trò chơi sao? Con trai của Lý Minh Hoa là Lăng Bảo, năm nay 7 tuổi trong tay còn cầm nửa cái bánh ngô kia, vừa chạy vừa kêu. Có hai con chó điên muốn cắn người, chạy mau a! À. Một nhẹ nhàng khiêu khích quay đầu lại nhìn thoáng qua hai người phía sau, sắc mặt càng thêm khó coi. Nồi niêu xong chảo, chờ ta. Con gái của Lý Minh Hoa là Lăng Dung 4 tuổi, lời nói còn không lưu loát, hai bắp chân đạp nước chạy, trên đầu thắt hai bím tóc sừng dây nhảy nhót. Trang diện một lần náo nhiệt hẳn lên. Một nhẹ nhàng một vòng tại trong sân chạy lấy, chạy lấy chạy phát hiện mình đánh giá cao cổ thân thể này, hơn 200 cân, một lát liền chống đỡ không nổi, trên người mồ hôi đầm đìa, nàng giơ tay lên hô. Ta không chạy. Nói xong liền đặt mông ngồi dưới đất, chấn động bụi bặm trên mặt đất đều bay lên, bụi bặm hút vào trong miệng, nàng ông ngực từng ngụm ho khan. Chạy, chạy không nổi nữa. Tiểu tiện nhân. Dương thị chậm rãi dừng lại, viện eo thở hổn hển. Anh giơ cây chổi lên chào nhẹ nhàng. Âm ý cái gì âm ý, lăng xuyên công phụ cầm trong tay nồi thuốc lá nặng nề gõ ở trên bậc thang, thân thể còng xuống chậm rãi đứng lên, khàn khàn rống giận. Cha, bà béo chết tiệt lại ăn vụng. Bà ta ăn hết gà mái dân cúng. Còn nôn cả người con. Lý Minh Hoa ỷ vào mình là con dâu lớn của Lăng Gia, còn sinh một trai một gái, luôn mượn cơ hội quản giáo vợ lão nhị và vợ lão tam. Lần này lại bị bà béo chết tiệt nhà lão nhị nôn ra một thân, không đánh chết nàng, không hiểu mối hận trong lòng nàng. Chị dâu, chị dâu nhẹ nhàng có lẽ cũng đói đến phát điên rồi. Vợ của Lăng Gia lão tam Lăng Thủy Thành Lâm hiểu nhu chậm rãi đi tới, đỡ dương thị, vô thành vô tức tiếp nhận chổi trong tay nàng, Đồng thời nhẹ nhàng đưa cho một trên mặt đất một ánh mắt làm cho nàng yên tâm. Mộc Khinh khinh không nghĩ tới bà béo tự tư tự lợi như nguyên chủ, còn có thể có người hỗ trợ, thật sự có chút ngoài ý muốn. Lâm Hiểu Nhu này, người cũng như tên, thanh âm nói chuyện đều thanh thúy giống như chim sơn ca, quần áo trên người tuy rằng cũ nát, nhưng so với đại đa số người trong này đều tốt hơn, có thể là bởi vì lão tam là sức lao động chủ yếu của nhà này, làm tạp dịch ở huyện nha mà nhà mẹ đẻ của nàng ở trên trấn cũng mở một cửa hàng tạp hóa đi liền ngươi trang bị tốt người kia cống phẩm bên trong có gà quay có bánh ngọt tiền này ngươi muốn ra ta liền buông tha nàng lý minh hoa nói xong cười giảo hoạt ánh mắt đảo một vòng khinh thường nói con muốn bồi thường ta một bộ quần áo dương thị vừa nghe ủy khuất nhìn về phía lâm hiểu nhu còn có quần áo của nương nương cũng chỉ có một bộ quần áo này lâm hiểu nhu suy nghĩ một chút tự hỏi trong túi bạc vụn tàng nhẫn nói. Nương, tẩu tử, ta đáp ứng. Quần áo để tôi bồi thường. Một đạo ôn nhuận như ngọc thanh âm truyền đến, các đức lâm hiểu nhu lời nói, mọi người quay đầu nhìn về phía kia hàng rào cửa. Chương 2 Bắt đầu phụ tặng tàn tật lão công cùng một đôi nữ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Phân Gia Yên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 4 Một nhẹ nhàng hành hung Lý Minh Hoa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 5 Chuyển vào bờ biển cái phòng dột Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 6 Bãi biển thu hoạch lớn con cua. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Mộc nhẹ nhàng tiệc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Ăn vụng con cua lớn bị phát hiện. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Lưu lan trung cho lăng mực nhìn chân. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Cho sông bào thai tìm nhũ mẫu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.